Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách nối ống cứng dính vô cái ống mềm này nha. Thì như các bạn đã thấy, đây chính là cái ống 21 các bạn. Thì các bạn cũng thấy là cái ống kích thước của cái ống mềm và cái ống cứng 21 này thì bán kính của bên ngoài là nó gần như bằng nhau, các bạn thấy không? Đó. Nó gần như là bằng nhau. Bạn thấy không? Cho nên á là cái việc mà nông ống mềm vô bên trong ống cứng thì nó sẽ rất khó khăn. Thì nếu các bạn hơ lửa thì sẽ làm cho cái ống này là ống cũ các bạn. Thì ở nhà chúng ta hay sử dụng ống cũ để mà nông, thì ống mới mình không không nói đến, thì mình đang nói ống cũ ha. Thì nếu chúng ta sử dụng lửa để mà hơ lửa, nó sẽ bị cháy giòn nha các bạn nha. Đó, thì khi các bạn đã nông vô được rồi thì nó sẽ gặp áp suất mà nước mà chúng ta đang xài mà cao á, áp suất mạnh á, thì nó sẽ bị bung luôn nha các bạn nha, nó chịu không nổi đâu. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách nông ống mềm này vô ống cứng, rất là một cách rất là đơn giản nha các bạn nha, mà nó có thể xài được lâu nha các bạn, dù các bạn có xài nước ở áp suất mạnh cũng không có bị bung, không bị xúc ra nha các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành chia sẻ các bạn cái cách này, cách nông ống này rất là đơn giản nha. Rồi thì đây là nước sôi, mình đã đun sôi rồi các bạn nha, mình đã đun sôi tuyệt đối luôn rồi đó. Rồi bây giờ các bạn bỏ một cái đầu ống mà chúng ta cần nông thì chúng ta sẽ bỏ vào đây nha. Chúng ta sẽ ngâm ít phút cho nó thật là mềm rồi chúng ta sẽ nông nó nha. Đối với những cái ống mà cũ mà nó bị chai giòn như thế này các bạn, thì các bạn nên sử dụng nước nóng như thế này ha, chứ đừng hơ lửa. Hơ lửa thì nó sẽ làm cho nó giòn thêm nha các bạn nha, bị cháy và nó giòn thêm ha. Đó, các bạn thấy nó mềm nè ha. Chúng ta chỉ cần nông vô khoảng tầm 5 cm là được các bạn nha. Đó, chúng ta chỉ cần để chút xíu là được. Rồi bây giờ nó mềm các bạn, đó cái đầu muốn teo rồi các bạn. Rồi thì chúng ta sẽ nông nó thôi, đây nè. Đó, đó các bạn thấy không? Đó, thì nếu các bạn chịu nóng được như mình đó thì các bạn có thể nông được nha. Còn nếu bạn không chịu nóng được đó, thì các bạn phải sử dụng cái dẻ các bạn nha, để mà nông nó, chứ nếu không thì các bạn sẽ bị phỏng tay, vì cái da tay của mình nó cũng chai cứng rồi, cho nên là mình cũng không có sợ nóng ha. Đó thì bạn nông vô khoảng tầm 5 phân như thế này là nó ok các bạn nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đợi cho nó cứng, chúng ta sẽ rút ra và lấy keo dán nó lại nha. Rồi bây giờ thì nó đã nguội rồi nha các bạn nha, thì tức là nó đã cứng rồi nha, nó không có bị co lại nữa nha. Bây giờ nó sẽ rút ra. Xong rồi chúng ta sẽ làm sạch ở bên trong nha các bạn nhé. Chúng ta sẽ dùng cái dẻ khô để mà lau cho nó thật là sạch từ bên trong. Các bạn lau vệ sinh nó tầm sâu vào bên trong luôn chỗ mà chúng ta nông á. Đó. Rồi, như vậy là được. Chỉ cần chúng ta vệ sinh cho nó sạch sẽ, bụi bặm luôn này kia được, và cả nước nữa. Vậy chúng ta sẽ vệ sinh cái đầu chúng ta đã nông, chúng ta đã sử dụng á, muốn nối vào trong đây. Và chúng ta sẽ sử dụng keo. Như vậy là nó sẽ rất là chắc nha các bạn nha. Nó sẽ dính khoảng tầm 5 phân như vậy, nó sẽ rất là chắc, dù cho áp lực nước của bạn nó có mạnh cỡ nào nó cũng sẽ không bao giờ bị bung nổi nha các bạn nha. Đó, thì khi cái đầu bên đây chúng ta muốn kết nối với một cái ống mềm khác nữa thì các bạn cũng làm tương tự giống như cái đầu này ha. Rồi chúng ta sẽ nông sát vào trong đây, cho nó sát trong đây luôn. Đó, như vậy chúng ta cũng không cần đến cổ dê hay là dây kẽm để mà siết nó lại nha các bạn nha. Như vậy mình bao các bạn luôn, mình bao là sẽ không bao giờ bị bung ra, chốc ra ha, dù cho nước của bạn nó mạnh cỡ nào nha. Rồi, video của mình chia sẻ đến đây là hết rồi. Nếu các bạn cảm thấy video của mình hay và hữu ích thì các bạn hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký để ủng hộ kênh của mình phát triển các bạn nhé.